Mưa thì mưa dữ mà nắng dữ, nói chung là nó không có điều hòa như mấy năm trước. Trời, nước nôi rồi nó không có như là bình thường rồi hồi trước giờ, bây giờ thời tiết nó khác thường mấy nơi. Ngặt nhất là cái thời tiết, cái nắng nóng thì hàng năm thì cái nắng nóng cái nhiệt độ nó cao hơn. Vì tôi sống ở đây từ nhỏ lớn thì trước đây ví dụ như mùa nắng á, mùa nắng giêng đến hai á, mình đi làm ruộng á, làm lúa đập lúa rồi đó, cái nắng chớp cao mà nghe nó không có nóng. Hiện nay thì chạy xe trên đường mình thấy không thấy gì hết, nhưng mà nó rất là nóng. Và đặc biệt là ở miền Trung nữa thì cái việc ảnh hưởng của biến đổi khí hậu mà ở đây thể hiện là bão hậu hàng năm nó càng ngày nặng nề. Để mà thích ứng thì mình thấy vấn đề lương thực là một trong những vấn đề mà cần thiết nhất. Và mùa bão hậu thì người dân đa số chỉ ngồi chờ cung cấp lương thực của từ phía nhà nước hoặc là từ phía cứu trợ, không thể có ứng rau xanh cho chính mình vào những cái ngày đó. Cái biến đổi khí hậu bây giờ thì nó bất thường, và lũ lụt thì nó thường xuyên mà nó lại to nhiều hơn các năm trước. Nói về cái sự phát triển của xã hội, của đô thị thì đó là quy luật rồi. Bây giờ là đất thì chật, người thì đông. À, sau này cái vùng đây trở thành là cái vùng coi như là nó phát triển về đô thị hóa. Thì cái vấn đề mà đất đai với vấn đề cái công việc làm của mình là chắc là nó hạn chế rồi. Thì còn đất nào nữa mình làm. Ở đây thì khí hậu thì mùa nào hay mùa nấy à. Còn bây giờ thì có khi mình sắp xuống giống bắt đầu cào cũng biến đổi khí hậu, mưa bão hoài bắt đầu chết giống mùa giống xả lại giờ nó khó hết đó, xả lại tốn nữa. Còn có khi mình xả không mắc mưa mà tới ngày mình gần thu hoạch nó mắc mưa chập đổ ngã, rồi mình thất thu thêm một chập nữa. Đối với cái hiện nay thì là cái biến đổi khí hậu thì mình đã thấy rõ, tức là những năm trước đây á, thì khoảng cái 10 năm trở lại đây á, thì cái tháng này là cái tháng mùa, ngày mùa của người dân là không có cái mưa gió và không có ảnh hưởng cái gì trực tiếp đối với người dân. Nhưng mà cái biến đổi khí hậu thì mình thấy rõ á, là cái tháng này á, là mưa gió thường xuyên và bỏ về đối với cái Việt Nam mình nó rất sớm. Qua nhà em thì những người làm nông dân họ thấy Quảng Nam là nơi có bão nhiều, càng ngày bão càng nặng lên, còn lũ lụt thì càng ngày càng nhiều hơn nữa. Thì họ không có được một giải pháp nào để tóm lại là để cho mùa màng mình có thể tăng lên, mà cái dạng như xuôi theo số phận của trời định. Nếu như những người nông dân đó biết về nhiều cách mà thích ứng được với biến đổi đó thì đời sống của họ sẽ có thể là phát triển hơn. Tóm lại là sẽ được nâng cao lên. Riêng đối với hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu là một vấn đề mang tính toàn cầu, là một vấn đề có thể nói là tương đối mới ở Việt Nam. Và đồng thời thì cái vấn đề này đòi hỏi phải có một cái suy nghĩ mang tầm dài hạn, bởi vì những cái hậu quả mà do biến đổi khí hậu để lại thì nó gây ra cho nhiều thế hệ. Chính vì vậy thanh niên là những người sẽ gánh chịu trực tiếp nhất những cái hậu quả của biến đổi khí hậu nếu như ngay từ bây giờ họ không hành động. Sẽ là không ai khác nếu không phải là thanh niên, những người mà đang và chắc chắn là sẽ nắm trong tay mình toàn bộ cái nguồn lực của tự nhiên, cái điều kiện tự nhiên và khai thác sử dụng nó, những người mà quan tâm thực sự đến cái phát triển của cộng đồng. Thông tin mà bọn mình tiếp cận nó chưa tốt, đa phần thông tin bọn mình biết đến về biến đổi khí hậu thì nó từ các cái bộ phim mà trên quốc tế người ta làm ở những cái khu vực nào đó cũng có nhắc đến Việt Nam, nhưng thực sự là chưa có nhiều cái nguồn thông tin về Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái tiếp cận của thanh niên tụi mình với những nguồn thông tin chính thống như là từ các sở cũng chưa có nhiều. Hoạt động của thanh niên có vẻ như chưa bám chắc vào cái việc mà thích ứng hoặc là giải quyết các cái vấn đề biến đổi khí hậu. Dự án sáng kiến thanh niên thích ứng với biến đổi khí hậu nằm trong tổng thể chương trình mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu do quỹ Rockefeller khởi xướng và tài trợ, được triển khai tại 4 quốc gia ở khu vực châu Á, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
là một trong số các đối tác chính của quỹ Rockefeller tại Việt Nam. Challenge to Change là tổ chức phi chính phủ đóng vai trò chính trong việc hỗ trợ các thành phố dự án, bao gồm Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ, đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, cũng như xây dựng và triển khai các sáng kiến dựa vào chính năng lực của cộng đồng. Ngay từ đầu dự án, Challenge to Change đã đề xuất cùng các đối tác và nhà tài trợ về tầm quan trọng của thanh niên cũng như sự tham gia của họ trong quá trình nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng trước biến đổi khí hậu. Trong một tương lai chung và dài hạn, khi những tác động do quá trình đô thị hóa không bền vững kết hợp với những rủi ro do thay đổi khí hậu mang lại, thì chính thế hệ trẻ ngày nay sẽ là những người cần phải ra những quyết định và có những hành động thích nghi phù hợp trong tương lai. Và vì thế, làm việc với thanh niên để chuẩn bị cho họ những kiến thức, kỹ năng, đồng thời là tạo điều kiện cho những ước mơ về một cộng đồng đô thị thích nghi tốt hơn trước những thách thức mới như biến đổi khí hậu là một điều vô cùng quan trọng. Trong các chương trình về biến đổi khí hậu thì có rất nhiều chương trình dự án mang tính thực tập cao, và một trong những khó khăn nhất của những cái chương trình này là làm thế nào cho quảng đại của chúng, tức là những cái thành phần ở trong xã hội khác nhau tham gia vào. Và tôi lưu ý là có một cái lý thú là trước đây thì các dự án thì thường chúng tôi cùng hợp tác với cơ quan kỹ thuật và cùng xây dựng dự án, nhưng cái dự án này hoàn toàn là các bạn thanh niên, các bạn xây dựng. Nhận được sự tài trợ của quỹ Rockefeller về ý tưởng, kêu gọi và cung cấp các nguồn lực cần thiết để thanh niên tự thể hiện cách nhìn riêng của họ về biến đổi khí hậu, tổ chức Challenge to Change đã khởi động chương trình sáng kiến bằng việc cung cấp các diễn đàn nhằm kết nối mọi thành phần thanh niên tại các thành phố dự án với các thông tin về nghiên cứu, chính sách và đối tác hiện có về biến đổi khí hậu thông qua sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Biến đổi Khí hậu và Đoàn Thanh niên tại Đà Nẵng, Quy Nhơn và Cần Thơ. 12 ý tưởng được chọn lựa kỹ càng từ gần 60 đề án gửi về đã cho thấy quan tâm đa dạng của thanh niên địa phương qua góc nhìn riêng, mới mẻ về những rủi ro mà biến đổi khí hậu có thể gây ra với khu vực đô thị nơi họ đang sinh sống và cách để tăng cường khả năng chống chịu trước những rủi ro này. Thành phần tham gia của các bạn trẻ trong dự án sáng kiến thanh niên rất đa dạng. Đó có thể là nhà khoa học hoặc cán bộ trẻ tuổi đang công tác tại các sở ban ngành của thành phố, là sinh viên đang theo học các ngành sư phạm, sinh học, hóa học, môi trường, được sinh ra trong các gia đình làm nông, hoặc là thế hệ trẻ thuộc nhóm người dân tộc Khmer đang học tập trong trường đại học. Sáng kiến thanh niên bao trùm nhiều nhóm, lĩnh vực và đối tượng, từ việc hướng dẫn phương pháp canh tác rau thủy canh, giúp người nông dân đang đối diện với nguy cơ thu hẹp diện tích đất canh tác do quá trình đô thị hóa tại Đà Nẵng, giúp họ không chỉ ổn định trong việc tự cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, mà còn có thể là một gợi ý mới về giải pháp sinh kế thay thế, hoặc tìm hiểu về mức độ nhiễm mặn, nhiễm phèn tại nguồn nước mà bà con sinh sống tại hạ nguồn sông Hà Thanh thuộc địa phận thành phố Quy Nhơn đang sử dụng và lắp đặt máy lọc nước tại từng hộ dân, giúp họ có điều kiện tiếp cận tốt hơn với nước sạch. Cho tới việc tận dụng rác thải nông nghiệp như rơm, bèo, lục bình, giúp bà con nông dân tại khu vực bán ngập ở thành phố Cần Thơ thực hiện mô hình ủ phân hữu cơ ngầm và tự cung cấp cho việc trồng trọt làm vườn của hộ gia đình. Một trọng tâm khác mà thế hệ trẻ xem như ưu tiên chính đó là công tác truyền thông và giáo dục về biến đổi khí hậu. Trong các dự án này, thanh niên đóng vai trò là người điều phối, tạo ra các cơ chế để thông tin về biến đổi khí hậu và giải pháp thích ứng được trao đổi, chia sẻ thông suốt giữa các thành phần khác nhau trong xã hội. Tất cả những ý tưởng này đều xác định rõ ai là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và thanh niên có thể làm gì một cách cụ thể để hỗ trợ họ trong việc tăng cường năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu. Một tiêu chí khác rất quan trọng của dự án sáng kiến thanh niên là các ý tưởng này cần đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện những nhiệm vụ được đề cập trong kế hoạch hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố đã được xây dựng trong các giai đoạn trước của chương trình mạng lưới các thành phố châu Á có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Người ta phát triển phương pháp canh tác thủy canh này là để giải quyết cái chuyện mất dần cái đất nông nghiệp, là nó không chỉ cái tận không, nếu mà so với phương pháp canh tác truyền thống thì nó lại tốn cái công làm đất hay là phải mất thời gian trong chuyện rẫy cỏ rồi phun thuốc kỳ sau cái độc hại, mà cho phương pháp thủy canh đó, thì nó sẽ không phải mất những công sức như vậy. Thực sự là phương pháp thủy canh nếu mà nói mới thì nó không có mới, mà nó được làm rất nhiều, hầu hết là các cái doanh nghiệp thì họ đã phát triển cái mô hình này rất là mạnh. Thì với phương pháp hiện nay của nhóm đó, gọi là phương pháp thủy canh tỉnh, thì dùng cái dung dịch thủy canh và đơn giản là bỏ trong thùng xốp và sau đó thì ươm hạt nảy mầm, đến thời gian thì mình thu hoạch. Cũng giới thiệu là cũng ân lắm, nhất là có những quán ăn, quán ăn mà người ta có dùng đó đầu sống đồ đó em biết không? Là khi nghe nói là người ta ân lắm,
Thất thích có nhiều người nói là tới để cho anh hướng dẫn, thì mình sẵn sàng hướng dẫn họ thôi, đơn giản mà. Bây giờ quán ăn bây giờ là khách cứ là người ta sợ ăn những cái rau mà không rõ nguồn gốc, sợ dùng cái thuốc thực vật nhiều quá không đúng. Cho nên nghe cái mô hình này thì như cái quán ăn là người ta thích lắm. Tụi anh cũng thấy là làm cái rau sạch này rất hay. Thứ hai, nó không cần phải đất. Đất bây giờ, ví dụ nếu mình bây giờ muốn canh tác cái đất này, thấy đất là muốn canh tác ra được một cái diện tích để mình trồng rau thì nó rất là khó. Nó khó bảo quản hơn là em làm ừ, nếu mà được cái học anh làm chứ dạ. Anh làm sao có nhà nó đều tay đó. Trong quá trình làm việc thì tôi đánh giá rất cao về cái chuyên môn của các bạn sinh viên. Các bạn ấy có cái sự thực hiện các cái hoạt động rất là đúng với cái tiêu chí của dự án và cho ra một cái sản phẩm có thể nói là rất là tốt. Cái việc canh tác sau thì canh trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tại khu vực đô thị thì nó đã trở thành một đề tài mới chứ không còn là cái trồng rau thủy canh truyền thống. Về mặt khoa học thì dự án thành công đó là gì? Trồng được rau và rau đã lớn lên và chúng ta đầu tư ít, không tốn nhiều tiền đầu tư. Tôi may mắn là một trong những người tham gia vào dự án tập huấn cho giáo sinh về ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong dự án đó thì tôi tham gia là một giáo sinh được tập huấn và trực tiếp giảng dạy cho các em học sinh ở trường phổ thông về biến đổi khí hậu. Bản thân tôi cũng như là các giáo sinh khác tham gia vào dự án này có cơ hội được tiếp cận với những kiến thức mới mẻ hơn và rõ ràng hơn một cách chân thực nhất mà trước đây chúng tôi chưa từng được tập huấn ở trên trường phổ thông cũng như là trong quá trình chúng tôi học ở trường đại học. Nhóm sinh viên khoa sinh môi trường thuộc Đại học Đà Nẵng mong muốn tìm hiểu những thay đổi trong tần suất và cường độ của thiên tai, cũng như sự phát triển của đô thị có ảnh hưởng thế nào tới đời sống và nghề nghiệp của cộng đồng ngư dân tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cách tiếp cận của nhóm thanh niên này là khai thác và ghi chép lại những câu chuyện về kinh nghiệm đi biển của ngư dân, sau đó cùng với nhiều nội dung khác, tập hợp lại thành một cuốn sổ tay đi biển cho ngư dân. Thông qua tài liệu này, các bạn sinh viên đã cung cấp các kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ về biến đổi khí hậu, các biện pháp thích ứng và những hành động cụ thể để người dân làm ngư nghiệp có thể giảm nhẹ rủi ro thiên tai do tác động bởi biến đổi khí hậu. Thông qua quá trình tương tác và trao đổi thông tin trực tiếp của thanh niên, rất nhiều vấn đề về rủi ro mất nghề, làm nghề không bền vững do tác động của biến đổi khí hậu cũng như kinh nghiệm truyền thống của ngư dân đã được đúc rút, lưu trữ và chia sẻ rộng rãi tới nhiều người khác trong cộng đồng. Cái bộ phim của mình thì đặt ra một cái vấn đề là ảnh hưởng biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng tới cái mục tiêu nghề nghiệp của thanh niên sau này như thế nào, tức là về cái tương lai, cái giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Đà Nẵng, người ta nhận thấy được cái sự cần thiết của việc trang bị cái kiến thức và trang bị cái kỹ năng ứng phó. Người ta có thể thông qua các những dự án khác để mà người ta biết trang bị cái kỹ năng và ứng phó khi mà những cái hiện tượng bất thường người ta xảy ra, thì người ta có thể tiếp tục được cái ước mơ của mình. Cái năm định mệnh đó, ba đi được ít hôm, tự nhiên trời trở nên xám xịt, gió giật rung trời. Con với hai đứa em nằm rúc sát vào người má, miệng cứ réo lên: "Má ơi, má, bảo đi ba răng đây má." Tay má run run ôm chặt bọn con. Sáng hôm sau, làng mình tan hoang. Chưa kịp hết bàng hoàng, tự nhiên có người chạy tục mạng về phía biển, dần dần má, con rồi cả làng cũng chạy theo. Một ngày, hai ngày, rồi mấy tuần sau nữa, vẫn không có tin tức gì của ba và các chú. Không khí tang thương bao trùm cả làng mình. Con vẫn còn nhớ y nguyên tiếng má khóc từng đêm đợi ba về. Những cái ngày ba trở về, mãi mãi chỉ ở trong giấc mơ của con. Năm nớ không hiểu răng lũ lên cao, vừa cao mà vừa nhanh. Xóm mình được lệnh sơ tán đến nơi an toàn. Con đành phải đi cùng mọi người, bỏ lại chỗ đất nơi bà nằm cứ dần dần bị lấp đi bởi cơn lũ. Con còn nhớ nước sông lên cao lắm, ngập luôn cả phần mộ bà. Đến khi nước rút, con theo mọi người đi ghe ra chỗ bà nằm, nhìn nơi bà nghỉ, tan hoang đất đỏ,
mất bà thêm một lần nữa. Sau trận lũ lịch sử năm đó, tình hình ngày càng trở nên bất định hơn. Nhiều người bỏ xứ ra đi lắm bà. Nhưng con còn nặng lòng với quê mình lắm. Các hình ảnh má gục người khóc cứ quanh quẩn trong trí nhớ của tôi đến mức độ ước mơ làm ngư dân để được oai phong như ba chẳng mấy chốc mà biến mất. Tôi không muốn thấy má phải khóc cho tôi, cũng giống như má đã khóc cho ba. Đi thôi, đi tìm một hướng khác. Nước đỏ là một cái hiện tượng mà do các cái loài tảo ở trong biển bùng phát số lượng rất lớn, tạo ra cái đợt bùng phát mà có thể lên đến hàng triệu tế bào tạo nên một nghìn lít biển, và trên khoảng nghiêm trọng thì nó có thể gây ra những hậu quả cực kỳ to lớn đối với hệ sinh thái, đối với môi trường, đối với con người, đặc biệt là đối với con người, bởi vì có một số loài tảo có khả năng tích lũy độc tố. Nước đỏ là một đề khá là mới, cho nên là mặc dù thời gian vừa qua thì nó cũng đã rất là nỗ lực làm việc, nhưng là cái khó khăn nhất định về cái sự hiểu biết của người dân nói chung và sự quan tâm của chính quyền, của những người có kỹ thuật chuyên gia. Qua quá trình tìm hiểu về thị trường đó thì mình rút ra một kết luận, đó là khi mà vấn đề biển đổi khí hậu càng ngày càng gia tăng thì rất có thể là ở Đà Nẵng, ở những vùng biển Đà Nẵng, khi mà có các yếu tố như nhiệt độ tăng, có sự phối dưỡng và những sự thay đổi dòng chảy thì rất có thể nó sẽ phản ứng. Biến đổi khí hậu nó là một cái mảng khá là mới tại Việt Nam và cũng như ở Đà Nẵng, và để cái tầng lớp thanh niên tham gia vào thì đây là một cái, theo tôi nghĩ đây là một cái sáng kiến khá là hay, bởi vì thanh niên thì rất là năng động, tích cực, cần cái sự hỗ trợ mạnh từ các cái chuyên gia để làm sao nó phải mang cái tính hiệu quả lâu dài, đặc biệt là tác động đến cái cộng đồng. Tôi đánh giá đây là một cái mô hình rất là hay, có cái sự hỗ trợ từ các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực biến đổi khí hậu và hợp tác hướng dẫn cho nhóm sinh viên và để họ thực hiện các cái dự án liên quan đến biến đổi khí hậu trong chương trình ngày xuân. Sở dĩ nhóm đề tài lựa chọn phường Nhân Bình là địa phương để triển khai, vì dù là một phường của thành phố Quy Nhơn nhưng nằm ở hạ nguồn sông Hà Thanh, địa hình trũng thấp nên Nhân Bình là một trong những địa phương của tỉnh hàng năm phải đối mặt với tình trạng lũ lụt, ngập úng. Với ba hợp phần, mục tiêu của dự án đặt ra là góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi nhận thức của người dân phường Nhân Bình về biến đổi khí hậu và tiến tới có những hành động thích ứng như tích trữ lương thực, nước sạch, nước mưa để sử dụng trong mùa lũ, nâng cao nền nhà, xử lý môi trường sau lũ. Tháng 11, tháng đỉnh điểm của lũ miền Trung, ba giàn trâu do nhóm đoàn viên Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định đã hoàn thành chuẩn bị cho việc đón lũ. Trong đó, kỹ thuật làm giàn được chú trọng nhất, bởi lẽ độ cao thấp của giàn phải phụ thuộc vào mức độ ngập úng của khu vực đặt giàn. Trong khi các vườn trâu của dân đã mất trắng, thì giàn trâu của nhóm sáng kiến đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn xanh tốt. Với lợi thế về độ cao, giàn trâu đã vượt lũ an toàn. Mục tiêu chính của dự án nhằm kết nối, chia sẻ và quản chia sẻ những cái thông tin của 12 cái dự án sáng kiến thanh niên tại tại ba thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn, truyền rộng cho cộng đồng thanh niên tại ba thành phố. Nếu mà để cho các nhóm thanh niên này sau khi làm và kết thúc một dự án mà không lan rộng được ra cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng thanh niên, thì cái việc làm của các bạn
sẽ thiếu hẳn những cái ý nghĩa nhất định. Mình sinh ra và lớn lên tại khu vực miền Trung, là một nơi mà hàng năm là phải gánh chịu biết bao thiên tai, để lại rất là nhiều mất mát kể cả tan thương cho người dân. Biến đổi khí hậu thì nó có ảnh hưởng hết sức là trực tiếp đến với bản thân mình, với gia đình, cả mọi người xung quanh. Mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về biến đổi khí hậu để trước những cái tình huống bất ngờ như là lũ quét đến như vậy, mình có cách xử lý làm thế nào để giảm cái rủi ro, và sau đó mình cũng muốn bằng những cái hiểu biết của mình truyền thông đến các bạn sinh viên, và từ những bạn sinh viên đó sẽ là lực lượng trực tiếp để đi truyền thông đến tất cả mọi người. Mình đi khảo sát sơ bộ và cũng đi tới khoảng trên dưới 20 nhà khu vực đó. Thì nhìn chung thì người dân cũng nắm bắt được cái tác hại của dùng nước mặn, nhưng mà nhiều người cũng có vẻ là cũng thờ ơ, và nhiều người bảo nói là ở đây tôi uống hoài mấy chục năm cũng không sao, và nhiều người thì cũng phải e dè, cũng nói là tôi cũng bỏ tiền tôi mua nước máy rồi để uống. Nhưng người đặc biệt nhất là lúc mà mùa mưa thì dùng nước rất khó khăn vì phải đi mua xe mua mà. Thì sau đó sau khi mà nhóm chắc sơ bộ xong, thấy cái nhu cầu mà dùng nước sạch này rất là cần thiết á, thì đã tiến hành lấy mẫu. Nhóm cũng quyết định chọn công nghệ RO. Thì công nghệ này thì nấu mà về vi mô mà tiêu tốn điện năng rất là thấp. Khác nhau ở chỗ là mình, một là mình uống cái nước kia thì mình khi qua chưa hệ thống máy lọc thì mình thấy là cảm thấy nó cũng phân vân, bây giờ là cái sợ mình đi chấp công trùng hay vệ sinh gì đó, sau khi mình lọc qua hệ thống máy rồi thì mình thấy nó rất là tinh khiết, thì rất là uống là chất lượng, mình không suy nghĩ nữa. Em cũng đã đến nơi và tìm hiểu về ở Nhân Bình và Tuy Phước, đây là hai nơi mà bị ảnh hưởng khá nặng của biến đổi khí hậu, và cũng là vùng trũng nên là bị ảnh hưởng khi mà nước vào thì nó rút rất là lâu, nên là việc mà đảm bảo lương thực thực phẩm của họ là gặp khó khăn. Và qua khảo sát được là nhu cầu của mọi người cũng như là cái đất đai cũng ở đây là nó có thể phù hợp với việc mà chúng ta có thể cung cấp cho mọi người lương thực. Bài học đầu tiên lại đó là cái em thấy là đó là cái biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng rất là lớn đến đời sống của người dân rồi. Vì như bà con kể lại thì là cứ đến mùa bão lũ là ở vùng đó nó ngập, và đó là có nhiều nhà nó ngập đến gần đến nóc nhà luôn, coi như là không thể nào mà mình nuôi trồng hoặc là ăn uống, là phương tiện giao thông đi lại cũng không thể nào mà ấy được. Thấy cuộc sống người dân đó khó khăn, đất đai thì cũng bị ngập, bao nhiêu cái ruộng vườn rau củ người ta là nó ngập úng hết. Các chuyên gia xây dựng cái kịch bản biến đổi khí hậu của thành phố này, xây dựng cái chương trình hành động của thành phố này. Nhưng mà làm sao đưa được cái kịch bản đó, đưa được cái kế hoạch hành động đó để mà có một cái sự tham gia từ phía cộng đồng thì nó có một cái khoảng cách. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chỉ có thông qua truyền thông có thể làm cái khoảng cách này nó ngắn lại. Giới trẻ người ta cũng rất là say mê chụp ảnh này, quay những clip và sử dụng những cái clip này trên những cái mạng xã hội rất là tốt, và cái tốc độ cái sức lan truyền lan tỏa của nó cũng rất là rộng. Thế thì nếu người ta có thể hướng những cái hoạt động như vậy, kết hợp cái sự say mê, cái niềm đam mê này với trong cái lĩnh vực biến đổi khí hậu, thì chúng tôi nghĩ là tác dụng sẽ được nâng cao. Thế thì cái nhà tài trợ ở đây rất là hay, đã để tạo dựng một cái không gian để cho các thanh niên họ gọi là tác nghiệp. Đấy, họ làm theo cái ý của họ, nhưng mà mình chỉ can thiệp vào những cái chỗ nào để cho họ đi cái luồng họ đi theo đúng cái hướng. Thì tôi nghĩ cái cách làm như vậy là cả hai bên đều có thể hưởng lợi được. Những cái dự án, những cái sáng kiến của các thanh niên đã khơi gợi cho cộng đồng cũng như thành phố thấy rằng cần phải có những cái hành động rất cụ thể, phải biến từ những cái vấn đề mà ví dụ như các bạn đã biết rất nhiều về các thành phố đều có những cái gọi là những cái kịch bản về biến đổi khí hậu bao nhiêu năm nữa sẽ xảy ra như thế nào, thành phố quy hoạch nếu mà phát triển đô thị như thế này thì nó sẽ tác động như thế nào. Những cái sáng kiến của thanh niên rất là đơn giản nhưng mà rất ấn tượng và rất dễ hiểu đối với cộng đồng. Có thể dùng từ là giống như là phiên dịch hoặc là diễn giải những cái ngôn ngữ của những nhà hoạch định hoặc là những cái chiến lược chính sách về biến đổi khí hậu.
thành những cái chương trình cụ thể của cộng đồng. Với dự án tụi em đang làm là truyền thông về kiến thức biến đổi khí hậu cho sinh viên người dân tộc Khmer tại thành phố Cần Thơ và đặc biệt là sinh viên của Đại học Cần Thơ. Nhóm tạo điều kiện cho các bạn có thể làm việc chung với nhau, rồi tạo cho các bạn có thể có được thêm những kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu khoa học, rồi cung cấp cho các bạn thêm những thông tin về tình hình biến đổi khí hậu cũng như là tình hình các vấn đề về biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cộng đồng người dân tộc Khmer ở địa bàn các bạn đang sống và đã, chủ yếu là ở thành phố Cần Thơ như thế nào. Có thể khuyến cáo người dân nên chọn về riêng về nông nghiệp đi, thì mình khuyến cáo họ chọn những giống lúa thích ứng tốt như là chuyện về biến đổi khí hậu như là nắng mưa thất thường, có thể hỗ trợ thêm một phần nào đó về giống được, hoặc là hỗ trợ thêm cái chi phí khác để họ có thể chăn nuôi thêm. Xuất phát từ tầng lớp nông dân thì chúng tôi đến từ nhiều tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long theo học tại khoa môi trường tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Tôi biết được là người dân gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất nông nghiệp, ví dụ như là gặp bất lợi về thời tiết, về giá và về giá cả học tư nông nghiệp và giá sản phẩm đầu ra của lúa. Sau khi mùa lũ xuống thì tất cả những cái cánh đồng sẽ bị ngập tràn trong lũ và người dân ngừng sản xuất. Trong thời gian này thì người dân có một số sinh kế như là đi đánh bắt thủy sản ở trên chính cánh đồng của mình, hoặc là đi làm ở nơi khác, hoặc là chuyển sang một cái kế mới đó là trồng rau và trồng các loại thủy sinh trong nước. Phế phẩm từ nông nghiệp, từ sản xuất lúa thể rất là nhiều nhưng mà không tận dụng được, chủ yếu người dân đem đốt hoặc là đem bán để trồng gần. Trên cái tinh thần đó thì nhóm có ý tưởng là sẽ tận dụng những cái phế phẩm này để làm cải thiện sinh kế của người dân bằng cách là ủ phân compost ngầm trong mùa lũ. Thì nhóm mục đích của nhóm là để chủ yếu là thầy thiết lập một cái mô hình hệ thống vừa phun mưa để làm mát cái nhà, vừa thu giữ nước mưa để tận dụng tiết kiệm một cái nguồn nước. Thời gian đầu thì nhóm đi khảo sát, họ cảm thấy được điều kiện là thất nghèo, nắng mưa thất thường và nhiệt độ rất là nóng, thì họ cũng có nhu cầu là họ lắp đặt cái mô hình của mình. Nếu mà cái mô hình này mà đem về áp dụng cho bà con mình thì rất là có lợi đó cho bà con mình. Quan trọng hơn nữa đó chính là cái mối quan hệ của chuyên gia bây giờ. Thật ra việc thanh niên làm việc độc lập rất là tốt, tại vì người ta có thể khai thác hết nguồn lực của người ta chủ động hơn, và có những khó khăn mà trước kia có một người nào đó hướng dẫn mình cũng không phụ thuộc, thì bây giờ người ta sẽ nỗ lực hết mình hơn để có thể độc lập giải quyết công việc của mình. Nhưng rõ ràng với cái bề dày trong sự nghiệp, bề dày trong quan hệ thì bất cứ thanh niên nào họ cũng sẽ không giải quyết tốt bằng những chuyên gia mà có thể có dày dặn kinh nghiệm và quan hệ tốt như hiện nay. 12 cái sáng kiến này là tôi cũng phải khẳng định là đi vào cộng đồng. Có những ý tưởng rất đơn giản nhưng vô cùng thú vị và bất ngờ. Là các bạn ấy nghiên cứu về một cái vấn đề mới mà thực ra sự là gây ra một cái sự chú ý của công luận cũng như là gây ra một cái sự quan tâm của cộng đồng. Ví dụ như là vấn đề về tác động của tảo đỏ, hay là những cái dự án của các bạn về tuyên truyền khí hậu đối với người Khmer. Nhưng chúng tôi có thể nói rằng là với một cái dự án nhỏ như vậy mà đã có thể thay đổi cái nhìn của những cái cơ quan quản lý, cơ quan quy hoạch đô thị cũng nhà khoa học, thì tôi nghĩ đã là một cái thành công, đã là một cái bước ngoặt của dự án. Và đến giai đoạn này có thể nói rằng là đã có một bộ phận tiên phong của cộng đồng tham gia vào cái đó, tham gia vào trong vấn đề thực sự là cùng với cả các nhà quản lý quy hoạch đô thị để xây dựng cái sức chống chịu của các thành phố tốt hơn.